mình tiếp tục đi câu anh em ơi. Giờ anh em mình giờ mới tới chỗ. Chỗ này cái kiểu giống như là cái đầm nha anh em. Cái giống như cái đầm. Ủa, rất là đẹp nha. Rông nhìn đã lắm. Không biết có cá không. Hy vọng là kiếm được em Huro anh em ơi. Mấy ngày nay cháy hàng Huro. Ngày nay kia sang Huro chả có thấy bóng dáng đâu hết. Bàn tay nó không có chống gùm, con gì mới cuộn chứ ạ? Cái này nó gần giống như cái suối. Lên hàng. Ủa, con này to không các bạn? Con này to. Ôi, đang câu, câu đây. Nóng quá rồi.
nắng quá các bạn ơi.